11 đề cử và 4 chiến thắng tại giải thưởng Kim Mã danh giá của Đài Loan, cái tên Ơ Săn hay Dương Quang Phổ Chiếu của đạo diễn Trung Mạnh Hoành là tác phẩm đã gây tiếng vang mạnh mẽ với giới phê bình điện ảnh cả phương Đông lẫn phương Tây thời điểm bấy giờ. Từ biến cố của một gia đình chỉ 4 người, phim vẽ ra bức tranh tựa như một xã hội thu nhỏ, nơi ranh giới giữa đúng và sai, tốt và xấu thật mong manh, nơi tình yêu thương và tin tưởng là một vật trang trí xa xỉ trong một căn nhà chật hẹp. Trần Kiến Hào và Trần Kiến Hòa là hai anh em ruột nhưng đối lập nhau hoàn toàn. A Hào bảnh bao, nhẹ nhàng với tương lai sáng lạn trước ngưỡng cửa trường y, trong khi người em trai vừa bị bắt giam vì tội hành hung. Gia đình họ Trần bắt đầu đảo lộn từ đây khi người cha nhất quyết từ mặt A Hòa, còn người mẹ thì hay tin A Hòa đã làm bạn gái có bầu. Những biến cố cứ thế tiếp tục dắt tay nhau gõ cửa căn nhà nhỏ này, khi họ không chỉ phải giải quyết hậu quả mà A Hòa gây ra mà còn phải đương đầu với những sự thật đau thương và khó chấp nhận. Trong gia đình ấy, mỗi thành viên đều là một đại diện của những vấn đề xã hội khác nhau, của những khó khăn mà mỗi thế hệ phải đương đầu để tồn tại và để được hạnh phúc. Nhưng cá thể ấy đã phải trải qua những gì, nhân vật của họ đã phải trưởng thành và phát triển ra sao, tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. A Hòa là nhân vật trung tâm của phim, cũng là người có hành trình phát triển tâm lý rõ rệt nhất. Những thay đổi bên trong A Hòa đến từ từ, từng bước một. Người xem cảm nhận được sự biến chuyển ấy thông qua vô số khoảnh khắc nhỏ trong phim. Sau đây, hãy cùng mình điểm lại những cảnh quan trọng nhất đã đánh dấu sự thay đổi của con người A Hòa, để chúng ta có một cái nhìn sâu hơn về thế giới nội tâm cũng như quá trình phát triển của nhân vật này. Cảnh mở đầu phim đã mang chúng ta về khoảnh khắc đã thay đổi cuộc đời A Hòa mãi mãi. Tuy phân cảnh này chỉ kéo dài 2 phút nhưng đã gây sốc cả về mặt nội dung lẫn hình ảnh, cuốn hút người xem và câu chuyện ngay lập tức. Lối biên tập nhanh và đứt quãng với 13 cảnh quay và 12 cú cắt tái hiện lại tội ác của A Hòa và thái đầu trong một đêm mưa tầm tã. Độ dài của các cảnh ngày một tăng, bắt đầu với một cảnh chỉ kéo dài 3 giây ngắn ngủi, sau đó là 5 giây, 7 giây rồi lại 10 giây. Trong khi khoảng trống giữa chúng lại giảm dần, tạo nên tiết tấu dồn dập đến những giây phút quyết định, cú ra tay của thái đầu. Lúc này, thời lượng của các cảnh quay được rút ngắn trở lại, kết hợp với những cú cắt dồn dập khiến nhịp thở của người xem dường như cũng trở nên gấp gáp hơn trước cú sốc trên màn hình. Hãy để ý, cảnh duy nhất mà chúng ta được thấy rõ gương mặt của A Hòa chỉ dài đúng 1 giây đồng hồ là cảnh ngắn nhất trong toàn bộ 13 cảnh quay mở đầu phim. Sự xuất hiện ngắn ngủi này với biểu cảm thẫn thờ của A Hòa cho chúng ta thấy rằng cậu có ít tiếng nói thế nào trong giây phút quyết định cuộc đời của một con người. Nhân gian vô thường, đôi khi chỉ cần một hành động sai lầm để đẩy số phận con người vào những ngã rẽ đen tối. Trong trường hợp của A Hòa, thậm chí cậu còn chẳng có được quyền quyết định trong khoảnh khắc trọng đại ấy. Sau tội ác tày trời, hình phạt cho A Hòa là 18 tháng trong trại giáo dưỡng. Đó chính là nơi đánh dấu những biến chuyển mạnh mẽ nhất bên trong con người A Hòa, hướng cậu đến một cuộc đời lương thiện. Có 3 cảnh tối quan trọng cần được nhắc đến trong 5 tháng ngục tù của A Hòa. Sau đây, mình sẽ điểm qua lần lượt. Trong ngục giam. Đừng ngồi ở bên bên hảo hồi chứ mà. Đầu tiên là cảnh trong căn phòng biệt giam, nơi A Hòa được đưa đến sau khi nổi loạn vì cái chết của anh trai. Yếu tố đầu tiên đập vào mắt người xem trong phân cảnh này chính là màu sắc. Màu xanh lục thường được gắn liền với sự ghen tị và đố kỵ. Cảnh này cho người xem được nhìn sâu hơn vào mối quan hệ giữa hai anh em A Hào và A Hòa. So với người anh trai Trần Kiến Hào nổi bật, giỏi giang và được mọi người yêu quý, thì A Hòa lại luôn cảm thấy mình thấp bé và kém cỏi. Cụm từ lợi hại mà A Hòa sử dụng mang đầy sự ghen tị, ghét bỏ, thậm chí còn trách móc cho A Hào, thể hiện rõ những mặt cảm xúc tiêu cực mà cậu đang cảm thấy lúc này sau hành động tự sát của anh trai. Tuy nhiên, đâu đó trong sắc thái của lời nói của A Hòa, chúng ta còn thấy được tình cảm và sự ngưỡng mộ của cậu dành cho người anh của mình. Tại thời điểm đó, cậu nói rằng mình sẽ không bao giờ có thể trở thành một người tốt đẹp như A Hào. Nhưng đây cũng là khoảnh khắc mà cậu nhận ra rằng người duy nhất còn ở lại đây chính là mình, không phải là người anh đẹp trai và tài giỏi kia. Đó chính là động lực lớn nhất thúc đẩy sự biến chuyển bên trong A Hòa, đánh dấu những bước đầu tiên trong quá trình phát triển của nhân vật này. Trong cảnh nói trên, chúng ta thấy được A Hòa đang được chiếu sáng bởi ánh mặt trời. Đây là những tia sáng của cái thiện, của hy vọng, hướng A Hòa tới con đường hoàn lương. Mình sẽ nói thêm về ý nghĩa của hình ảnh mặt trời ở phần sau của video. Trong một khoảnh khắc, A Hòa đã có những hành động ngăn cản một người trong trại lấy quá nhiều đồ ăn. Một chi tiết nhỏ dễ bị bỏ qua, nhưng thực chất là một cảnh tối quan trọng khi nó cho chúng ta thấy được sự trưởng thành của A Hòa. Cậu đã biết quan tâm đến người khác, đến sự công bằng trong xã hội, sợ rằng những người khác sẽ không có đủ thức ăn nếu một người lấy quá nhiều. Điều đó là kết quả của những chuyển biến bên trong con người cậu dẫn đến sự thay đổi của hành vi bên ngoài. Đây là cảnh bản lề cho thấy rằng A Hòa đã thay đổi và sẵn sàng viết nên chương mới của cuộc đời từ những trang giấy trắng, chuẩn bị cho người xem đến với cảnh tiếp theo khi A Hòa nhận được tin trả tự do.
Tình yêu thương, sự quan tâm sinh ra từ chốn tối tăm nhất, đó là ngục tù. Bài hát chào tạm biệt của những người bạn trong trại giáo dưỡng gửi tới A Hòa thể hiện sự cảm thông của các nhà làm phim dành cho những mảnh đời lầm lỗi, mong muốn cho họ một cơ hội để hoàn lương, làm lại cuộc đời. Nơi đây đã dạy cho A Hòa những bài học về sự yêu thương, tình bằng hữu, biết quan tâm tới người khác, những thứ mà trước đây cậu vẫn còn thiếu để có thể trở thành một con người lương thiện. Cảnh cuối cùng mình muốn nhắc đến trong hành trình biến chuyển của A Hòa chính là đoạn kết. Đây là một bookend điển hình khi cảnh đầu phim được lặp lại bằng việc A Hòa lấy trộm một chiếc xe, nhưng lần này là với mục đích khác trong hoàn cảnh khác. A Hòa đạp xe chở mẹ trong ánh nắng chan hòa, và trong những tia nắng ấy, người mẹ lần đầu tiên nhìn thấy được tia hy vọng của người con trai của mình. Nếu các bạn còn nhớ, mẹ A Hòa đã một lần kể về câu chuyện đạp xe khi cậu còn bé. Nếu chúng ta tự hỏi đâu là nguyên nhân cho sự lầm lì, ngỗ nghịch của A Hòa, thì có lẽ câu chuyện đấy đã mang đến cho chúng ta phần nào lời giải đáp. Hành động đạp xe chính là tượng trưng cho sự quan tâm, yêu thương mà A Hòa cảm thấy thiếu thốn trong những năm tháng trẻ thơ. Cũng vẫn hành động đạp xe ấy, giờ đây hiện lên như một biểu trưng của con người mới của A Hòa. Cảnh cuối phim thể hiện sự biến chuyển hoàn toàn của cậu, trở thành mặt trời thứ hai bên cạnh người anh A Hào, sưởi ấm và nuôi dưỡng tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, có một số cảnh khác như lúc A Hòa đi xin việc, cuộc trò chuyện duy nhất của A Hòa với bố trong phim hay sự trở lại của Thái Đầu, tất cả đều góp phần khắc họa nên rõ quá trình phát triển của nhân vật này, nhưng vì thời lượng video có hạn nên mình sẽ không đi sâu vào chúng. Nắm bắt thời gian, quyết định vận mệnh. Câu châm ngôn ấy là bài học mà ông Văn, một thầy giáo dạy lái xe, đã dạy đi dạy lại cho những đứa trẻ của mình. Như bao người cha bình thường, ông truyền lại lý lẽ sống cho thế hệ sau, phần vì tin rằng điều ấy có ích cho chúng, phần vì muốn cảm thấy cuộc đời mình đã sống có giá trị. Dù vậy, tất cả những gì ông có thể làm chỉ là duy trì những bữa ăn hàng ngày của gia đình rồi gửi gắm giấc mơ mình chưa thể thực hiện được vào những đứa trẻ. Ông muốn những đứa con của mình phải học hành tử tế, trở thành người trí thức đàng hoàng, chứ không phải lao động chân tay như cuộc đời của cha mẹ chúng. Đó là lý do ông luôn phủ nhận A Hòa, đứa con chẳng những không xuất sắc, lại thường xuyên mang rắc rối về cho gia đình. Trước tòa, ông Văn đã phũ phàng từ chối giúp đỡ A Hòa. Ông không xin cho con út của mình được giảm nhẹ án, như một lời khẳng định rằng A Hòa sẽ chẳng có hy vọng nào để làm lại cuộc đời. Hay ít nhất là trong mắt ông, A Hòa sẽ chẳng có cơ hội nào khiến ông tự hào nữa. Nhân vật của ông hiện lên cứ cương quyết và hà khắc như vậy trong suốt những phân cảnh đầu tiên của phim. Thế nhưng, cũng chỉ tới ngay cảnh sau, chúng ta lại thấy một ông Văn khác hoàn toàn, ân cần tới tận cửa lớp, trao tận tay học phí cho đứa con còn lại của mình. Trước khi A Hào ra đi, năm nào anh cũng nhận được một cuốn vở từ cha với dòng chữ nắm bắt thời gian quyết định vận mệnh thẳng tắp, sáng lấp lánh trên trang bìa. Cuốn vở ấy được trao đi trước bảng vinh danh của trường học, như một lần nữa nhắc lại kỳ vọng lớn lao mà ông Văn gửi vào A Hào, rằng con hãy học hành thật chăm chỉ và trở thành một người vĩ đại hơn cha. Niềm tin của xã hội rằng phải trở thành ông nọ bà kia mới làm rạng danh được gia đình khiến ông Văn cũng muốn biến con mình thành con nhà người ta. Trong gia đình họ Trần, chỉ A Hào, đứa con chuẩn bị thi đậu trường y là có tiềm năng đáp ứng được những kỳ vọng ấy của ông. Chẳng trách được khi hỏi, ông luôn trả lời rằng mình chỉ có duy nhất một đứa con. Hội chứng đứa trẻ vàng mà ông Văn mang trong mình đã vô tình đặt lên vai các con một gánh nặng khổng lồ. Nó không chỉ dần nhấn chìm cả hai anh em mà còn dần tách ông ra khỏi chính phần còn lại của gia đình. Triết lý của ông Văn được nhắc đi nhắc lại ban đầu đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều để tìm ra được ý nghĩa của nó. Liệu nó có ẩn dụ cho điều gì hay không? Nhưng thật đáng buồn, câu trả lời có lẽ là không. Như chính cách mà nó đã trở nên vô nghĩa, thậm chí bị biến thành trò đùa đối với vợ và những đứa con của ông. Không một ai hiểu, cũng không ai tin triết lý suông ấy khi người nói ra nó chưa từng một lần nắm bắt thời gian hay quyết định vận mệnh của chính mình. Suốt cả phim, đây có lẽ là lần đầu tiên mà ông Văn đối diện với sự nhỏ bé, không hoàn hảo và bất lực của bản thân. Thì ra, triết lý mà lâu nay ông dạy cho con của mình lại chẳng ở đâu xa xôi trong sách vở, cũng chẳng phải thứ mà ông tự đúc kết được, mà là câu khẩu hiệu treo nhan nhản ở khắp mọi nơi của trường lái. Một thầy giáo dạy lái xe mà, cả cuộc đời ông xoay quanh nơi này, ông đâu có cơ hội trải qua những vinh quang tự hào để đem về truyền lại cho con cái. Trong phần đoạn cuối cùng của phim, ông Văn không hề xuất hiện mà chỉ có những cuốn sổ mà ông tặng cho A Hào vẫn còn trắng tinh. Bao nhiêu tâm nguyện và ước mơ ông gửi gắm vào đứa con vàng của mình, thực chất chưa bao giờ được coi trọng. Ông Văn sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật này vì vợ ông đã giấu đống vở ấy đi như cách mà bà luôn làm để những thành viên còn lại trong gia đình không phải đau khổ. Trở lại từ đầu phim, hai người họ đã luôn mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái và có quan niệm trái ngược nhau về hạnh phúc gia đình.
Trước những sóng gió ngẫu nhiên xảy đến, người mẹ luôn chọn cách giải quyết vấn đề trong lặng lẽ. Con út chém đứt tay bạn, Tiểu Ngọc bất ngờ xuất hiện cùng một cái thai, con cả bỗng một ngày biến mất khỏi thế gian. Tất cả những biến cố ấy dắt tay nhau gõ cửa trong một thời gian ngắn, nhưng chẳng khi nào chúng ta thấy người mẹ cáu giận hay mất bình tĩnh. Bà cũng chẳng bao giờ cố tìm cho bằng được nguyên nhân của những sự kiện ấy, mà chỉ tập trung tìm kiếm cách giải quyết nhanh nhất có thể. Có lẽ với bà, đó là cách duy nhất để mái ấm gia đình vượt qua được sóng gió, cũng là cách dễ dàng nhất để những thành viên còn lại không phải dằn vặt hay đau khổ. Dễ dàng với mọi người, nhưng dường như mọi thứ chưa bao giờ dễ dàng với nhân vật này. Đó là khi mà bà dặn con đừng tỏ ra mình ổn nữa, trong khi chính mình lại phải giấu đi nhiều tâm tư. Kịch bản để viết nên nhân vật này vốn đã ít lời thoại, rồi thậm chí còn chẳng được gọi tên bất kỳ một lần nào trong phim. Bà cứ lặng lẽ như một cái bóng, âm thầm giải quyết những vấn đề của những người còn lại trong gia đình. Sẽ chẳng có một lời than thở nào, những sự hy sinh ấy của người mẹ chính là nền móng vững chắc duy nhất mà nhà họ Trần, nếu thiếu đi bà thì có lẽ căn nhà đã sụp đổ từ lâu. Không phải cứ nói hy sinh là có thể hy sinh được nếu như bạn không chấp nhận những người bên cạnh mình. Nhân vật này có lẽ là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi thế nào là một tình yêu vô điều kiện. Đó là chấp nhận cả những khác biệt, những khiếm khuyết của một người, chấp nhận việc họ không thể đáp ứng được mong muốn của bản thân mình hay kỳ vọng của xã hội. Sự chấp nhận ấy là cách mà người mẹ kể với A Hòa với những vấn đề nhưng không hề thất vọng hay xấu hổ. Với bà, khi ấy chỉ là niềm tin, tin rằng những lầm lỡ trong quá khứ không lấy đi của con trai mình cơ hội để làm lại một cuộc đời trong sáng hơn, hạnh phúc hơn. Nhân vật cuối cùng mà mình muốn nói đến là A Hào, người con trai cả trong gia đình họ Trần. Tuy chỉ xuất hiện thoáng qua với thời lượng ít ỏi trong một giờ đồng hồ đầu tiên, sự hiện diện của A Hào dường như luôn thường trực trong mọi ngóc ngách của từng khung hình suốt chiều dài hơn 2 tiếng rưỡi của dương quang phổ chiếu. Trần Kiến Hào, đẹp trai, thông minh, giỏi giang, được mọi người quý mến. Ở cậu dường như luôn toát ra một vầng hào quang khiến người khác ngưỡng mộ. Việc Mỹ Nam xứ đài Hứa Quang Hán được lựa chọn cho vai diễn này chắc chắn không phải là một quyết định ngẫu nhiên của đạo diễn Trung Mạnh Hoành. Qua lời của Hiểu Trân, A Hào được mô tả là quá tốt với mọi người. Đôi khi như là cậu ấy đang trao toàn bộ lòng tốt của mình cho những người khác mà quên giữ lại cho bản thân mình. A Hào dường như sở hữu tất cả những gì mà người khác mong ước, nhưng liệu điều đó có đem đến cho cậu hạnh phúc? Liệu cậu có hoàn hảo như hình mẫu được thêu dệt trong mắt mọi người hay không? Hành động tự tử của A Hào đến thật đột ngột và bình thản, không một lời báo trước. Hoặc có lẽ là có, nhưng không ai trong chúng ta để ý, từ những người thân của cậu cho đến chính khán giả ngồi trước màn hình. Không một ai thật sự biết hay cố gắng biết A Hào nghĩ gì, chỉ khi bi kịch ập đến, người ta lúc đó mới thắc mắc lý do tại sao. Vì sao A Hào lại tự sát à? Mình xin dùng lại lời của A Hòa. Việc ấy giờ đây chẳng còn quan trọng nữa, biết để làm gì, điều đó chẳng thể thay đổi quá khứ, nó chỉ giúp người ta thỏa mãn trí tò mò mà thôi. Ai cũng muốn một lý do cụ thể, rõ ràng để lý giải cho thứ mà họ không hiểu. Họ không hiểu vì sao hôm trước còn vui vẻ, tươi cười, nhưng chỉ ngày hôm sau một người lại có thể quyết định tự kết liễu cuộc đời của mình. Họ không hiểu vì sao một người tưởng chừng như có tất cả lại có thể đau buồn đến nhường ấy. Câu chuyện của A Hào trong dương quang phổ chiếu cũng giống với rất nhiều con người đang đối mặt với căn bệnh trầm cảm trên khắp thế giới, cảm thấy lạc lõng giữa một xã hội mà họ không thể hòa nhập, không thể tìm thấy một sự cảm thông hay kết nối. Dành cho những ai đang tìm kiếm câu trả lời cho cái chết của A Hào, mình tin rằng chẳng bao giờ là chỉ có một lý do duy nhất khiến ai đó tự chấm dứt mạng sống của mình. Trong trường hợp của A Hào, phải chăng là do áp lực từ gia đình, việc thi trượt đại học, cảm giác thất bại vì không thể hoàn thành ước vọng của bố, hay là do sự lạc lõng của cậu cả trong lớp cũng như ở nhà, chứng kiến người em phải ngồi sau song sắt, bố mẹ không hòa thuận? Chúng ta chỉ có thể đoán định, chứ không thể biết được chắc chắn. Mình nghĩ rằng đây là dụng ý của nhà làm phim để mang lại sự chân thực đến trần trụi cho cái chết của A Hào. Chỉ khi đưa đến cho chúng ta những gợi ý, những lát cắt mỏng manh trong cuộc đời của cậu thông qua những đoạn hội thoại ngắn ngủi cậu có với Hiểu Trân, Tiểu Ngọc, A Hòa hay với bố mẹ. Đó là câu chuyện cậu kể về mặt trời, thứ công bằng nhất trên cõi đời này. A Hào đã nói rằng, mọi người đều có thể trốn trong bóng râm của góc tối, nhưng tôi thì không. Phải chăng A Hào chính là mặt trời trong dương quang phổ chiếu, bất kể do cậu tự lãnh trọng trách đó về mình hay do người khác đặt lên vai? Là đứa con trai duy nhất được bố công nhận, là niềm hy vọng về tương lai sáng lạn của gia đình, cậu không được phép có những góc tối, không được phép nghỉ ngơi, không có sự xa xỉ để nấp trong bóng râm như người khác. Mình tự hỏi, những áp lực này liệu có quá sức chịu đựng với một cậu học sinh cấp 3? A Hào cũng giống như bất kỳ ai trên cõi đời này đều có những mặt tối, những nỗi niềm ẩn giấu.
Trong cuộc sống cũng vậy, bên cạnh ánh sáng luôn tồn tại bóng tối của bạo lực, của tội ác. Câu chuyện về Tư Mã Quang đập vỡ cái chum mà cậu kể cho Hiểu Chân đã đề cập tới vấn đề này. Trong tiếng Hán, Quang có nghĩa là ánh sáng. A Hào kể câu chuyện đó với một niềm tin mãnh liệt, nghĩa là cậu tin rằng ở những nơi tăm tối nhất như trong lòng một chiếc chum, chúng ta vẫn có thể tìm thấy được ánh sáng hy vọng. Cậu chấp nhận sự tồn tại của những mặt tối bên trong mình, của những xấu xa ngoài xã hội, nhưng cậu cũng đặt niềm tin vào ánh sáng, tin rằng ánh sáng có thể đẩy lùi ngay cả bóng đêm sâu thẳm nhất. Câu chuyện của A Hào gợi nhớ mình về một câu hát của Leonard Cohen. A crack in everything. Trong vô vàn nỗi niềm mà đạo diễn họ Chung đã đặt vào tác phẩm, có lẽ thông điệp lớn nhất mà phim muốn gửi đến chính là sức mạnh của ánh sáng. Hãy nhìn ra xung quanh để thấy được những bất toàn trong mỗi con người, những mặt tối trong xã hội và soi sáng nó bằng tình yêu không phân biệt và lòng quan tâm chân thành. Khi xung quanh phổ chiếu chạy những dòng credit cuối cùng, trong đầu mình chỉ quẩn quanh một suy nghĩ duy nhất. Ước gì có ai đó nhìn thấy những góc khuất của A Hào sớm hơn một chút. Có lẽ mọi thứ đã không đau đớn như thế. Tấm bi kịch gia đình trong xung quanh phổ chiếu cũng có nhiều nét tương đồng với một tác phẩm Đài Loan khác mình đang nói tới nhất, bộ phim của cố đạo diễn đại tài Dương Đức Dương, cũng kể những câu chuyện bên trong một mái nhà nhỏ có 4 thành viên, cả hai đều đã vẽ nên một bức tranh rộng lớn mang đủ những hỉ nộ ái ố, những vấn đề của thời đại đi kèm những lời trăn trở về sự sống, cái chết, bạo lực và yêu thương, hạnh phúc và khổ đau. Mình xin được mượn một câu thoại trong nhất để kết thúc video này. Chúng ta được sống một cuộc đời dài gấp 3 lần nhờ những bộ phim, bởi điện ảnh giúp ta trải nghiệm gấp đôi những gì nhận được từ cuộc sống hàng ngày. Những tác phẩm như Dương Quang phổ chiếu cho mình cảm giác được sống và cảm nhận được sự sống với niềm hân hoan và lòng trân trọng, biết rằng mỗi ngày chúng ta vẫn còn nơi đây, được trao đi và nhận lại yêu thương giữa bộn bề nhân thế. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.